Trái ngược với sự sôi động và ấm áp của thị trường Lanva thời gian này trong những năm vừa qua, với những rất nhiều cuộc giao dịch, mua bán, trao đổi và sưu tầm của anh em đam mê lan, thì năm nay thị trường nó đốt nóng bởi rất nhiều những cái vụ lùm xùm, bởi rất nhiều những cái vụ sai cây, và một cái vụ gần đây nhất mà có thể là gọi là chấn động thị trường lan của Việt Nam, đấy là một nhà vườn đã biến mất với số tiền lên đến rất nhiều tỷ đồng, làm cho những anh em đam mê và sưu tầm lan trở nên ngậm ngùi cay đắng. Vậy một câu hỏi đặt ra, thị trường lan năm 2001 mà cụ thể là tháng 4 năm 2001 nên buồn hay nên vui? Nếu được hỏi câu hỏi này thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? Nếu tôi trả lời buồn thì chắc chắn cũng có rất nhiều ý kiến giống như tôi trả lời buồn, và nhất là những người mới chơi lan và những người chưa hiểu sâu hết về lan và những người có thể nói những anh hùng cào bàn phím sẽ đồng ý ngay, đấy là rất là buồn cho thị trường Lanva trong thời điểm này tháng 4 có thể nói là như thế. Nhưng với những người chơi lan chân chính, với những người chơi lan bằng cái tâm của mình và những người đầu tư lan uy tín thì đây phải gọi là vui. Và quan điểm của tôi có thể nói rằng thị trường Lanva những ngày tháng 4 phải gọi là vui chứ không thể gọi là buồn được. Vì sao mà tôi gọi là vui? Ok, tôi sẽ đi vào phân tích và giải thích vì sao tôi gọi là vui cho các bạn hiểu nhá. Ok, trước khi xem video thì rất là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã theo dõi các video của tôi, và tôi cũng đã cố gắng trả lời hết những cái câu hỏi của các bạn đã gửi cho tôi. Và một cái điểm nữa, nếu mà các anh các chị em yêu lan thực sự, muốn tìm hiểu về lan, muốn xem kênh của tôi để có thể biết thêm được một chút kiến thức về ngành lan, còn những bạn nào mà không quy định xem mà chỉ vào để mà nói những cái lời không hay thì nên các bạn cũng thông cảm, vì kênh của tôi chỉ dành cho những người hiểu biết về lan thôi. Ok các bạn, vì sao quan điểm của tôi là thị trường lan và của Việt Nam những ngày tháng 4 năm 2021 tôi lại vui? Vì có thể nói rằng ông cha ta đã nói rất một câu rất là hay: ngọc bất trác thì bất thành khí. Thị trường Lanva Việt Nam có thể nói tự bắt đầu từ năm 2017 phát triển rất là mạnh mẽ, với số lượng người chơi tăng đột biến theo hàng năm, hàng tháng, và số lượng các nhà đầu tư và cũng rất là lớn. Có thể nói là thị trường trong thời kỳ này là phát triển rất là nóng, có thể nói là rất là nóng, và có rất nhiều người kiếm tiền một cách dễ dàng, có thể nói là như thế luôn. Mọi người cứ bảo ảo thì tôi không biết ảo như thế nào, nhưng mà tôi đã nhìn thấy rất là nhiều người giàu lên một cách dễ dàng, có thể nói là giàu lên theo ngày, theo tháng và có thể nói là theo năm. Có rất là nhiều người dễ dàng, và cái thị trường phát triển nóng như thế, thị trường phát triển nóng không theo một, chưa theo tuân thủ theo những cái quy luật của thị trường thì ắt nó sẽ nảy sinh ra những cái hạn chế mà sau một thời gian nó sẽ bộc lộ ra. Có thể nói rằng thị trường trong 4 năm vừa qua được đi theo chiều hướng tăng lên rất nhiều, nút thăng rất là nhiều và nút trầm rất là ít. Nhưng đến tháng 4 này, với nhiều cái vụ lùm xùm, với rất nhiều cái sự kiện diễn ra, và nhất là báo đài, có những tờ báo chính thống và tờ báo không chính thống cũng nhảy vào viết về thị trường Lanva, mà người ta còn gọi là những người chơi Lanva là thẳng, có thể nói là nhiều người còn kỳ thị những người chơi Lanva. Nhưng mà ngày hôm nay tháng 4 chính là một cái nốt trầm rất là dài, kéo dài từ đầu năm đến giờ. Đấy là thời điểm rất là tốt các bạn ạ. Thời điểm này để làm gì? Để thời điểm này để người ta nhìn nhận lại thị trường, để người ta có thể là trong thời gian này người ta có thể chiêm nghiệm lại, để ý lại, rồi người ta có thể hiểu rõ hơn nhiều điều, để hiểu hơn về Lanva, có thể nói là như thế. Và thời gian này người ta cũng để ý rằng là những cái cây của mình, xem người ta chăm chút hơn và cũng sắp ra hoa rồi, thì người ta xem rằng cái cây của mình có phải là thật hay không, hay là chỉ là mua một cái cây không chuẩn giống chuẩn nguồn. Thì hôm nay tôi sẽ phân tích trên 3 cái yếu tố của thị trường Lanva trong thời điểm vừa rồi. Nó phải
đến một cái thời kỳ nó phải trở về cái giá trị, đấy là giá trị thực của nó. Chính là cái thời điểm này là thời điểm rất tốt để đánh dấu một cái sự chuyển mình, để đánh dấu một cái thị trường nó phải về thực của nó thì nó mới có sự bền vững, nó có sự phát triển ổn định lâu dài được. Còn thời gian vừa qua chúng ta có thể nói là một cái sự phát triển nóng, một cái sự phát triển ồ ạt, làm cho chúng ta mất kiểm soát và chắc chắn những cái hệ lụy nó sẽ diễn ra. Và hôm nay tôi sẽ phân tích cái mà tôi vui ở trên ba cái điểm, đấy là cái thị trường về cái giá trị thực. Giá trị thực đầu tiên, đấy là giá trị thực về chuẩn nguồn, chẩn giống cây. Giá trị thực thứ hai, đấy là giá trị đích thực về tính chất thẩm mỹ của một bông lan. Khi chúng ta chơi thì chúng ta phải có giá trị thẩm mỹ. Cái giá trị thực thứ ba, đấy là giá trị thực của những người chơi lan, hay gọi là những cái chính nhân quân tử. Khi chúng ta chơi lan, chúng ta phải có cái tâm của mình. Đầu tiên, tôi sẽ phân tích cái vui đầu tiên của tôi khi thị trường đang dần trở về giá trị thực, đấy là chuẩn cây, chuẩn nguồn, chuẩn giống. Các bạn biết trong một cái thời kỳ rất dài, có rất là nhiều người có thể không hiểu biết về lan, có rất là nhiều người có thể là chưa nhìn thấy cái lan ấy bao giờ, chỉ nghe tên ấy thôi. Có những người còn khi còn không nhớ rõ tên nhưng họ vẫn đầu tư vào lan, họ vẫn vào lan và cũng có lợi nhuận. Vì thế nó sinh ra rất là nhiều người bán lan ảo, bán lan sai cây, không đúng sự thật. Ví dụ như có những người thuê nhà dựng lên một vài cái tấm biển bảng, dựng lên một cái vườn, mua những cái cây có thể là một vài cây chuẩn giống, vài cây không chuẩn giống, bán trà trộn với nhau. Những người mua trở thành là mua sai cây, sai giống. Sai cây, sai giống nó tạo ra một hệ lụy rất là lớn. Hệ lụy giữa cái người mua ở cái F0 và F1, sau đấy cái người đấy lại còn bán cho những người sau, thì nó diễn ra hệ lụy thế nào thì anh em chơi lan cũng quá là hiểu rồi. Với thứ hai nữa là những người, ví dụ những người người ta bán live stream ở trên mạng, rồi những người bán theo kiểu khuyến mại, rồi bán theo kiểu đấu giá, ví dụ đấu giá HO, đấu giá Phú Thọ. Nhưng biết, mọi người biết đâu rằng chưa chắc cái đấy là Phú Thọ, chưa chắc cái đấy là HO. Vì sao? Trong một thời gian rất dài chúng ta chỉ mua chủ yếu là thân lá, và những cái cây mà để sổ bông thì rất là ít. Vì sao? Sổ một cái bông thay vào một cái kỳ có thể chúng ta mất, nhà vườn mất rất là nhiều tiền, nên là gần như các nhà vườn sẽ không để cho ra hoa, mà họ bán một cái uy tín và bảo hành một uy tín của mình. Nên là một thời gian rất dài có thể nói rằng chúng ta, những người chơi lan, mua thân lá rất là nhiều và không để cho cây kịp nở hoa. Nên vì vậy nó sinh ra cái hệ lụy bây giờ là rất nhiều cây đã bị sai, rất nhiều người mua đã bị sai cây. Ví dụ như những cái vụ sai cây mà đang được đồn đoán thời điểm gần đây, đấy là Hồng Yên Thủy, rồi về HO Phú Thọ, có rất là nhiều cái cây bị sai. Vì thế cái thời điểm này các nhà đầu tư, các anh em chơi lan sẽ dè chừng hơn rất là nhiều. Họ sẽ chờ đến thời kỳ mà lan bắt đầu ra hoa, hoặc là những cái nhà vườn cực kỳ tin tưởng đã giao dịch với nhau lâu dài thì anh em mới bắt đầu mà tiếp tục đầu tư, và người ta gọi một cái từ là vào cây vào giống. Đấy, một cái điểm đầu tiên mà cái thị trường trở về giá trị thực, đấy là thực về cây thực, hoa thực, đúng nguồn, đúng cây. Cái giá trị thực thứ hai mà dần đang bắt đầu trả về đúng vị trí, đấy là giá trị thẩm mỹ của các cái mặt bông. Các bạn biết chơi lan là dưỡng tính, chơi lan là phải chơi mặt hoa, chơi thân lá. Cái cây có giá, bông hoa có giá trị, thứ nhất là nó phải thân, mặt hoa đẹp theo những cái tiêu chuẩn mà các bạn cũng đã biết rồi. Thứ hai nữa là nó phải là cái độ hiếm của nó trên thị trường. Nó hiếm thì nó phải đắt, nó đẹp thì nó phải đắt, đúng không ạ? Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì các bạn thấy đấy, có rất nhiều người, có thể là các nhà đầu tư chưa hiểu về lan, nhưng mà khi được thị trường có thể là đẩy lên một cái mặt bông nào đấy, mà một số mặt bông nào đấy, thì các anh chị lao vào để theo. Nhưng mà sau đấy thị trường người ta không chấp nhận những cái mặt bông đấy, một bông đấy nó bị mất giá đi, thì lại bị mất kinh tế, mất phương hướng. Ví dụ như, mình lấy ví dụ như một số mặt bông, năm cánh trắng Nha Trang, năm cánh trắng mắt mờ Hải Dương, hoặc là năm cánh trắng Hà Tĩnh, và một số mặt bông khác nữa, cũng đã một thời gian được bán với giá rất là cao, nhưng bây giờ gần như là mất bóng trên thị trường. Có thể nói là như thế. Vì sao? Vì một cách đơn giản thôi, những mặt bông ví dụ như 50 trắng Phú Thọ, 50 trắng HO, mặt bông rất là đẹp, mà còn bây giờ còn chỗ đứng trên thị trường còn chưa vững,
ví dụ như Phú Thọ, chứ huống gì những cái mặt bông mà chỉ tương đương hoặc hơn kém nhau một tí thì làm sao mà có chỗ đứng trên thị trường tiếp tục được, nên rất là khó để có chỗ đứng trên thị trường tiếp tục trong thời gian tới. Nên là cái giá trị thực của nó bắt đầu đưa về mà mọi người chơi phải quan tâm, đấy là giá trị về tính chất thẩm mỹ, và nữa là cái độ hiếm của cái mặt bông ấy thì nó mới tạo ra cái giá trị của cái cây, nó có cao hay thấp là nó dựa trên cái giá trị thứ hai, đấy là giá trị về tính chất thẩm mỹ. Và cái giá trị thực của giá trị thứ ba đang được trở về đúng vị trí của nó, đấy là giá trị của những người chơi lan. Các bạn biết là từ ngày xưa ông cha ta đã nói rằng là chơi lan là dưỡng tính, hay là vua chơi lan quan chơi trà. Chơi lan nó gần như là cái thú chơi tao nhã, thú chơi của những bậc chính nhân quân tử, những người mà người ta ưa chuộng cái đẹp, người ta có thể vì cái đẹp mà người ta có thể là bỏ quên tất cả, người ta tôn thờ cái đẹp. Thì có thể nói rằng là thị trường lan phải là những người chơi có tâm với nhau, người chơi trước dìu dắt người chơi sau, và nữa là những người chơi người ta phải thật với nhau, bán cho nhau những cái cây thật, chuẩn, giống thật, và làm sao mà những người chơi với nhau là phải có cái tâm, phải có cái tính, phải đào thải dần những cái gọi là những cái nhân vật mà tiểu nhân, những cái nhân vật mà đục nước béo cò, những cái nhân vật tư lợi để mà cố gắng để mà lừa đảo kiếm tiền, làm xấu hình ảnh của cái ngành lan va Việt Nam, để mà thanh lọc dần những cái thành phần như thế, để cho những cái mà người chơi lan đều là những người mà có cái tâm rất là trong sáng, những người rất là thành thật, để làm sao mà thị trường lan va dần dần chúng ta phải là trong sạch, phải là vững mạnh. Muốn làm một điều đấy thì các bạn phải biết rồi đấy, thì chính là những con người chơi lan với nhau, để làm sao mà chúng ta không lừa đảo nhau, chúng ta phải bán chuẩn nguồn, chẩn giống, và hỗ trợ giúp đỡ nhau để làm sao mà cùng nhau phát triển, cùng nhau xây dựng một cái nền công nghiệp lan va ngày càng phát triển thêm, đúng không các bạn? Nên kết luận rằng, có thể nói rằng những ngày tháng 4 có những người nói là u ám, có những người là nói là thời kỳ như coi như là cái điểm cuối của ngành lan va Việt Nam. Nhưng mà theo quan điểm của mình, những ngày tháng 4 này phải nên vui chứ không phải nên buồn. Chính là cái thời điểm này nó đang là sàng lọc ra những cái hạt sạn đang tồn tại trong ngành lan va Việt Nam. Nó làm cái thị trường dần dần trong sạch, nó làm cái thị trường dần dần về đúng vị trí thực của nó, nó làm cái thị trường dần dần nó phải tuân thủ theo các cái quy luật kinh tế tự nhiên để mà thị trường phát triển một cách bền vững. Nó không, cái thị trường mà dần dần nó phải là những người đầu tư, những người mà chơi lan phải là những người trung tâm, chứ không phải là một vài người nào đấy để tạo thị trường, đúng không các bạn? Mình rất là hy vọng rằng là sau cái nốt trầm này thì thị trường lan va sẽ tìm đi một cái hướng đi đúng đắn nhất để cho mọi người có thể chơi lan. Ngoài chơi lan, ngoài cái sự đam mê về cái đẹp của lan như ông cha ta đã chơi cách đây rất là nhiều năm rồi, thì các bạn có thể rằng làm kinh tế, xây dựng kinh tế gia đình để làm sao mà chúng ta phát triển bền vững cái ngành công nghiệp lan va của Việt Nam. Có thể nói rằng ngành công nghiệp lan không phải bây giờ mới có, mà đã có từ rất là nhiều năm, rất là nhiều thế kỷ rồi, đúng các bạn? Nên cái việc đấy, việc tiếp tục phát triển cái ngành công nghiệp lan va, có thể nói rằng nó là không riêng chỉ bản thân những người chơi lan va, mà tôi nghĩ còn phải có cái cơ quan chức năng cùng nhau đoàn kết dẫn dắt để đưa cái ngành công nghiệp lan va này đi đúng cái hướng của nó để tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn, tất cả các bạn đã xem video. Đây là quan điểm của tôi về cái những ngày tháng 4 nên buồn hay nên vui của ngành công nghiệp lan va Việt Nam. Các bạn xem video, nếu mà có điều gì chưa được đúng đắn hoặc là điều gì cần bổ sung thì các bạn gửi comment về cho tôi theo cái gửi comment về cho mình để mình có thể là trả lời các bạn ngay lập tức. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.